Trong kỳ World Cup năm 2010 tại Nam Phi, tại một số thị trường như là Anh, Pháp, thì cứ khi nào đội nhà thi đấu, bình quân số lượng lệnh đặt giảm 45%, khối lượng cổ phiếu giao dịch giảm 55%. Một nghiên cứu khác vào năm 2007 cũng chỉ ra rằng trong kỳ World Cup, một trận thua của đội tuyển quốc gia có thể khiến thị trường chứng khoán quốc gia đó giảm điểm mạnh ngay ngày hôm sau. Ngược lại, những thị trường có đội tuyển quốc gia giành chức vô địch luôn luôn tăng điểm với mức trung bình 3,5% và duy trì được trong 3 tháng. Không tệ chút nào. Diễn biến trên sân bóng càng nóng thì thị trường chứng khoán càng nguội. Khoảng 1/5 thời gian các trận đấu diễn ra thì chứng khoán toàn cầu giảm điểm. Các nhà đầu tư dường như sẵn sàng chi tiền cho rượu bia và đồ nhắm và dán mắt vào màn hình TV nhiều hơn là tập trung vào bảng giá trong thời gian này. Một nghiên cứu của các chuyên gia Israel cho biết, bình quân sau World Cup, thị trường chứng khoán Mỹ sụt giảm 2,6%. Đó là vì rất nhiều giao dịch trên sàn chứng khoán Mỹ được thực hiện bởi các nhà đầu tư nước ngoài. Vì vậy, sau mỗi vòng World Cup, đội nhà phải ra đi, thì lại có một số nhà đầu tư nước ngoài buồn rầu, ảnh hưởng tới tâm lý.